Chỉ là quan hệ hôn nhân là bộ phim được chuyển thể từ tiểu thuyết Khế ước kết hôn chớp nhoáng của Tổng Tài. Bộ phim xoay quanh câu chuyện tình cảm đầy trắc trở của Cố Hề Hề và công tử nhà giàu, Doãn Tư Thần. Câu chuyện bắt đầu khi Cố Hề Hề mua những chiếc váy cưới thời trang cao cấp của Alex cho khách hàng của cô ấy. Trong một buổi tiệc chiêu đãi riêng, cô làm quen với Doãn Tư Thần, vị chủ tịch đen đủi, đến bàn chuyện hợp tác kinh doanh với Alex. Một sự cố xảy ra dẫn đến việc hai người tạm thời duy trì mối quan hệ hợp đồng để đôi bên cùng có lợi. Trải qua bao nhiêu trắc trở thử thách, Doãn Tư Thần đã giúp Cố Hề Hề tiến dần đến ước mơ trở thành nhà thiết kế và thành lập thương hiệu thời trang của riêng mình. Một bảo chúa dễ thương và một cáo nhỏ thông minh, xảo quyệt. Hai người với hai tính cách trái ngược nhau dần tìm thấy tình yêu trong cuộc hôn nhân hợp đồng này. Bộ phim với sự tham gia của hai diễn viên chính: Vương Tử Kỳ vai Doãn Tư Thần, Vương Ngọc Văn vai Cố Hề Hề, cùng một số diễn viên phụ khác: Dịch Bách Thần, Lý Tuấn Thần, Trung Lệ Lệ, Trần Di Hinh. Chỉ là quan hệ hôn nhân được khởi chiếu ngày 8 tháng 10 năm 2021, trọn bộ 24 tập. Phim được phát 2 tập mỗi tối thứ 6 và thứ 7 hàng tuần trên WeTV lúc 19 giờ.